Nhiệm vụ rất đơn giản. Trong bối cảnh cả nước bị chia rẽ sâu sắc trong kỳ bầu cử, một tổ chức có tên No Labels dự định đề cử một phương án đoàn kết, bao gồm một người của Đảng Cộng Hòa và một đảng viên Dân Chủ. Giờ đây, ngày càng có nhiều người Mỹ, có lẽ là phần đông số Mỹ, cảm thấy mình đang đứng ngoài dòng chảy chính trị. Họ cảm thấy bị cả hai đảng lớn bỏ rơi. Và nhờ đó, No Labels hy vọng có thể thu hút sự ủng hộ của những cử tri đã quá chán ngán cả Biden lẫn Trump. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong hai gương mặt này tại Tòa Bạch Ốc vào năm tới. Tiền bạc không phải là vấn đề. No Labels tuyên bố họ đã huy động được 60 triệu đô la. Vấn đề là ai sẽ đứng ra tranh cử. Những chính trị gia trung dung như Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin đã từ chối ra tranh cử với tư cách là ứng viên của Đảng thứ ba. Cựu thống đốc Đảng Cộng Hòa Larry Hogan cũng từ bỏ để tranh cử vào Thượng viện. Cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Nikki Haley cũng từ chối lời đề nghị. Mới đây, đảng này đã từ bỏ ý tưởng ban đầu. Vậy là chỉ còn lại một vài lựa chọn. Cái tên đáng chú ý nhất là Robert F. Kennedy Jr. Tham gia ứng cử với tư cách là ứng viên độc lập, ông có thể lấy được phiếu từ cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Ý định của tôi là ngáng đường cả hai người bọn họ. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Chúng tôi quá ngán Trump với Biden rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một thứ gì đó mới mẻ. Mới đây, tác giả sách tự lực Marianne Williamson cũng ra tranh cử với tư cách đảng viên Dân Chủ. Tất cả chúng ta, hoặc ít nhất là rất nhiều người trong số chúng ta có mặt ở đây bởi vì chúng ta cảm thấy thất vọng và lo lắng cho đất nước này. Chị có nghĩ bà ấy có cơ hội không? Không, tuy nhiên ít nhất là tôi muốn cho đảng Dân Chủ biết rằng một vài người trong số chúng tôi không mấy mặn mà trước những lựa chọn ứng viên mà họ có. Và cả nhà hoạt động Cornel West cũng tham gia. Ai là người đủ hiểu người dân để dám nói ra sự thật? Nhưng cử tri Mỹ có xu hướng thiên về sự quen thuộc và các đảng lớn. Vậy điều đó có nghĩa là lại vẫn hai gương mặt này. Một cựu tổng thống và một tổng thống đương nhiệm sẽ tái đấu sau 4 năm. Cũng chỉ là so bó đũa chọn cột cờ mà thôi. Đôi lúc tôi cảm thấy chẳng biết quyết ra sao. Đôi khi tôi lại nghĩ có lẽ chẳng đi bầu để mà làm gì. Hai ứng viên hàng đầu có 6 tháng để thay đổi suy nghĩ của cử tri này và cả những người có cùng suy nghĩ với cô.